Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắp một cái hoa tiết như thế này. Mời các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Đầu tiên tôi chuẩn bị giấy A4 với kích thước là 15x15cm. Ta bắt đầu gắp hai đường chéo trước. Ta mở ra, ta gấp thêm hai đường ngang nữa. Mình sẽ gấp lại thành một phần dưới này. Ta phải giao từ hai đầu này, ta gấp vào chính giữa. Mở ra. Giờ phần này ta gấp một phải vào không? Mặt dưới ta cũng gấp tương tự như phần ta vừa gấp xong. Bây giờ ta mới mở ra cái phần vuông này, ta gấp thả lên. Ta lại tiếp tục gấp phần vừa gấp tạo phòng đâu. Các phần còn lại ta cũng gấp tương tự.
gần chín giờ rồi. Sau đó ta lại gắp vào. Các phần còn lại ta cũng gắp tương tự như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình nha.